Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong những năm qua, phong trào thi đua khen thưởng và thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là hình ảnh thực binh đánh địch xâm nhập biên giới trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vũ Quang năm 2017. Với tình huống giả định được đặt ra là có một toán địch đổ bộ xâm nhập biên giới vào xã Hương Quang. Ngay khi nhận được tình huống xảy ra, cơ quan quân sự và lực lượng dân quân địa phương đã tham mưu tác chiến cho cấp ủy đảng các cấp, nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch, nắm rõ địa bàn, địa hình, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, chiến đấu tiêu diệt địch nhanh gọn. Qua thực binh đã thể hiện được trình độ, năng lực chỉ huy, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu, xử trí các tình huống bảo đảm theo đúng nguyên tắc, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, làm chủ tình hình, nhanh chóng tiêu diệt lực lượng của địch. Quá trình thực hành các nội dung thực binh, các lực lượng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đồng thời sử dụng tốt chiến thuật, nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cũng là người dân, là người lính ở trên địa phương thì sáng nay tham gia cái bước diễn tập là tại đơn vị xã Hương Quang, tôi thấy trong cái điều kiện là áp dụng với kỳ chiến thuật ở trong thực binh cũng như chiến đấu ở chiến trường thì tôi thấy là một cái kỳ chiến thuật là tốt mà tương tự là đúng hoàn hảo trong bố trí vị trí chiến đấu. Cho nên tôi thấy nếu như mà có các cái lực lượng phản động nào khác mà xâm nhập biên giới ở xã Hương Quang thì tôi thấy là đối với chương trình kế hoạch bố trí như thế này thì có thể là đánh thắng toàn hoàn toàn cái mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Còn đây là những hình ảnh trong cơn lũ dữ ở huyện Vũ Quang trong những năm qua. Cùng với lãnh đạo các cấp và các lực lượng, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự, dân quân tự vệ đã băng mình trong mưa lũ để cứu hộ, cứu nạn người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, trao, chia sẻ cho họ từng gói mì tôm, từng chai nước uống. Cơn lũ rút xuống, họ lại cùng các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, dựng lại nhà cửa, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Lau chùi trường học, bàn ghế để con em được tiếp tục tới trường. Tu sửa đường xá giao thông, khơi thông, nạo vét kênh mương tưới tiêu đồng ruộng để người dân sản xuất. Dẫu trong hiểm nguy của lũ dữ hay vất vả khắc phục hậu quả tàn phá sau lũ, các anh, những cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự, lực lượng dân quân tự vệ vẫn kiên cường vượt qua để nhân dân được bình yên, ổn định cuộc sống. Tình cảm, sự gắn kết quân dân của các anh đã đem lại hơi ấm và niềm tin giữa những ngày cơ cực, bão lũ. Đức Bồng là một cái xã thuộc vùng trũng của huyện Vũ Quang, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt. Trong những năm qua thì xã đã nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự huyện, rồi lực lượng dân quân tự vệ cũng như là công an xã trong cái phòng chống rồi khắc phục hậu quả của thiên tai lũ lụt. Nhất là trong việc tuyên truyền vận động người dân rồi di dời tài sản rồi người về nơi an toàn. Lực lượng là dân quân tự vệ rồi công an thì luôn luôn là cái lực lượng đi đầu, có mặt ở mọi nơi mọi lúc để là xử lý kịp thời cả cái sự cố do là bão lũ gây nên. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ. Hội đồng thi đua khen thưởng được kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Điểm nổi bật là trong 5 năm qua, các cơ quan đơn vị đã tổ chức phát động được 20 đợt thi đua thường xuyên, 12 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Các phong trào, các đợt phát động
đã xác định được mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm hướng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động lớn, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua phát động, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua quyết thắng. Anh Nguyễn Quảng An, chiến sĩ dân quân tự vệ, đồng thời là thôn trưởng thôn 7 xã Sơn Thọ là một điển hình. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, anh còn là một thôn trưởng gương mẫu, tận tụy với nhân dân, được nhân dân tin yêu và làm theo. Theo sự chỉ đạo của anh và thôn, đặc biệt anh còn là một điển hình trong phát triển kinh tế giỏi, trồng cam và chăn nuôi. Vừa là gọi như thôn đội trưởng thôn 7, vừa là phát triển kinh tế, thì trong năm vừa qua thì bản thân tôi cùng gia đình là gọi như đã là gọi như làm hoàn thành chỉ tiêu cái vườn mẫu của cấp tỉnh của xã Sơn Thọ, và gọi như là vừa là phát triển kinh tế thì trong năm vừa qua thì gia đình cùng chăn nuôi là được là 3 con bò với 2 con trâu, rồi là tổng thu nhập cám là đạt là cả cầm chanh cầm bù trên 7 tấn, rồi trồng là được là sấp xỉ là 500 cây. Để phong trào thi đua quyết thắng đạt kết quả cao, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu vững chắc, cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua khen thưởng đã tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từng cấp ủy, chi bộ, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các quy chế lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể soạn thảo, xây dựng các văn kiện phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng đầy đủ, đúng quy định. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ Tết. Nhờ vậy mà trong 5 năm qua, an ninh chính trị trên địa bàn huyện luôn ổn định, không để xảy ra điểm nóng phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kết quả có 100% cơ sở vững mạnh toàn diện, 4/4 cụm nội huyện, 2/2 cụm liên huyện hoạt động khá, không có cơ sở cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu yếu kém. Để thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm đối với bản quân trạng Thọ và lực lượng vũ trang trạng Thọ thì chúng tôi thứ nhất là về kế hoạch tuyển giáo quân hàng năm là đều đảm bảo theo kế hoạch đủ chỉ tiêu quân số 100% là chỉ tiêu đảm bảo về số lượng chất lượng là đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ hai nữa là song song với giáo quân thì bước vào mùa huấn luyện thì chúng tôi đây làm đầy đủ kế hoạch phương án, đặc biệt là chuẩn bị các mô hình học cụ giáo án bài giảng và củng cố lực lượng kịp thời đầy đủ tham gia huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên, là hàng ngày tham gia huấn luyện từ đạt 98% đến 100%. Về kết quả thì 100% đạt yêu cầu, trong đó là có đạt từ là 85% đến 100% khá giỏi. Qua các hội thảo tập cùng thì chúng tôi đều là đơn vị dẫn nhất nhì trong cùng mà được cấp trên đánh giá. Thì để làm được cái việc đó thì trước hết đối với ban chỉ huy quân sự xã là phải kế hoạch tham mưu chặt chẽ đối với địa phương. Song song với đó thì từ quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền cấp trên thì từ đó là đẩy mạnh cái phong trào là thi đua quyết thắng của đơn vị trong những năm qua đã đạt kết quả rất tốt. Nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh của cấp trên. Các loại văn kiện tác chiến được xây dựng đầy đủ theo quy định, đúng hướng dẫn. Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, bất ngờ. Trong công tác huấn luyện đã hoàn thành 25 trên 25 cơ sở dân quân tự vệ, kết quả đạt 79% khá, giỏi. Tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 9 cuộc chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
12 cuộc diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập chiến đấu phòng thủ gắn với phòng chống gây rối bạo loạn, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng cho các xã, thị trấn đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, huyện đã làm tốt công tác tuyển, giao quân, tuyển sinh quân sự hàng năm. Từ năm 2012 đến năm 2017, đã tuyển gọi 180 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều đăng ký vào ngạch dự bị động viên, tiếp tục phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào địa phương. Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong những năm qua, trên cương vị là trợ lý dân quân tự vệ, thì tôi đã tham mưu cho cấp ủy chỉ huy thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ và đã đạt được nhiều khởi sắc. Cụ thể, thứ nhất là chúng tôi làm tốt công tác xây dựng lực lượng đủ quân số ổn định và tỷ lệ đảng viên là đạt 28%. Thứ hai là ngay từ đầu năm là chúng tôi tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn bồi dưỡng các cán bộ, xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn từng địa phương, cơ quan đơn vị, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng cho huấn luyện với cái phương châm huấn luyện là thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Sau khi huấn luyện xong thì chúng tôi tổ chức kiểm tra, hội thao, hội thi đối với cán bộ, thì tổ chức thi cán bộ huấn luyện giỏi, giảng chính trị giỏi. Đối với phân đội huấn luyện giỏi tham gia thi ở cấp tỉnh đạt các cái giải cao được cấp trên ghi nhận. Ngoài ra thì chúng tôi đã làm tốt công tác chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ như chi trả hỗ trợ ngày công, tham gia huấn luyện, tham gia công tác. Các phong trào thi đua quyết thắng như xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, đơn vị quân y năm tốt, đơn vị quản lý tài chính tốt, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trong ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, đã tạo ra động lực thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động của bộ đội. Đặc biệt trong phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cũng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Trong 5 năm qua, có 8 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều sáng kiến được tặng giải thưởng. Ngoài ra, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động hàng trăm ngày công, đóng góp ngày lương với số tiền gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ giúp đỡ các xã và bà con nhân dân xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần đưa 6 trên 12 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang đã được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, Đảng bộ Quân sự huyện 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Ban Chỉ huy Quân sự nhiều năm đạt đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng, lực lượng vũ trang huyện nhà nhiều năm liên tục được khen thưởng. Có 150 lượt tập thể và 310 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định làm tốt một số cái nội dung biện pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất là thường xuyên quán triệt một cách đầy đủ và sâu rộng các cái chỉ thị, nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy quân khu, các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp. Hai là nâng cao cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, phối hợp với các cấp, các ngành để từ đó làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao cái vị trí ý nghĩa công tác thi đua khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan, đơn vị và địa phương. Ba là phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương gắn cái phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang. Cuối cùng là phải làm tốt cái công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, đánh giá kịp thời và biểu dương cả cái tập thể cá nhân và nhân rộng cái điển hình tiên tiến. Có thể khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang đã thực sự khơi dậy niềm tự hào, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, góp phần quan trọng xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng,
xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhất là hiện nay các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu. Với truyền thống của quê hương cách mạng Cần Vương và những thành tích nổi bật đạt được trong 5 năm qua, cùng với những nhiệm vụ đã được triển khai và thực hiện, tin rằng lực lượng vũ trang huyện nhà sẽ luôn luôn quyết thắng.